Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chất lượng cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình của chúng ta vừa được mở đầu với những hình ảnh xung quanh một tình trạng mà chúng tôi nghĩ rằng đã ngày càng trở nên phổ biến, đó là tình trạng người ta gặp phải những cơn đau nửa đầu. Những cơn đau nửa đầu là gì và chúng có những cái ảnh hưởng tác động đến sức khỏe và đến đời sống của chúng ta ra sao? Chắc hẳn là mối quan tâm của nhiều người khi theo dõi thường xuyên chương trình Chất lượng cuộc sống của chúng tôi. Và ngày hôm nay để giúp cho quý vị và các bạn có thêm những thông tin khoa học, những kiến thức cũng như là những cái phương pháp có thể giải quyết được tình trạng này, chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực thần kinh học ở Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng, trưởng khoa thần kinh Bệnh viện Lão Khoa. Và vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu với quý vị và các bạn Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Bá Thắng, trưởng khoa thần kinh Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn các chuyên gia đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay và chúng tôi hy vọng rằng thông qua chương trình này thì khán giả của Chất lượng cuộc sống sẽ được đón nhận những thông tin rất hữu ích từ các chuyên gia khi mà bàn đến câu chuyện của tình trạng bệnh lý đau nửa đầu. Có lẽ nói đến cái khái niệm đau đầu thì là một cái câu cửa miệng của tất cả mọi người. Hỏi anh bị làm sao đấy, anh bác bị cái gì đấy thì lại bảo tôi bị đau đầu. Tức là ai cũng có thể nhận ra được cái dấu hiệu đó, có thể thông qua những cái cơn đau. Thưa thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Bá Thắng, vì sao cái tình trạng đau đầu đó nó phổ biến ở tất cả mọi người? Đau đầu cũng là một cái triệu chứng rất là phổ biến và nó cũng có thể chỉ là triệu chứng thôi, nhưng mà cũng có thể thành hội chứng và một số trường hợp nó là bệnh thực sự. Thì đau đầu nó có thể liên quan đến tất cả các hoạt động của cuộc sống. Có những cái đau đầu nó rất là nhẹ nhàng, rất là ngắn thôi, ví dụ một ngày một đêm mất ngủ hay là một ngày căng thẳng gì đó thì có thể bị đau đầu. Thì những cái đau đầu thoáng qua nữa thì nó không đáng ngại lắm, chúng ta chỉ cần cắt bỏ cái nguồn cơn của nó thì chúng ta có thể trở lại bình thường. Tuy nhiên thì những cái gọi là hội chứng đau đầu hoặc là chỉ là bệnh đau đầu thực sự cũng rất là phổ biến. Vì ở các cái phòng khám thần kinh thì có thể tới 1/3 các trường hợp mà bệnh nhân tới khám là vì triệu chứng đau đầu. Vâng, ở đây thì các chuyên gia đang nói tới một cái khái niệm đó là đau đầu như là một cái triệu chứng hoặc một hội chứng hoặc cũng có khi là một bệnh lý. Nhưng qua cái tiếp nhận ý kiến của khán giả gửi về cho chương trình Chất lượng cuộc sống thì chúng tôi gần đây thấy họ nhắc nhiều hơn đến một cái tình trạng là đau nửa đầu ạ. Vậy thì đau đầu và đau nửa đầu nó có cái gì khác biệt và nó có phải là một cái dạng bệnh lý khác đặc thù hay không ạ? Xin mời ý kiến của Phó sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng. Đau nửa đầu đấy là cái thuật ngữ mà của y học chúng tôi hay gọi. Đấy là trong trường hợp mà bệnh nhân đau một bên, đau đầu một bên, lúc bên này, lúc bên kia. Cái đau đầu đó nó có cái tiêu chuẩn riêng để chẩn đoán. Còn thuật ngữ là đau đầu là một cái hội chứng, là một triệu chứng của rất nhiều các cái bệnh có thể gây ra đau đầu. Thì trong đó đau nửa đầu là một cái bệnh thực thể. Như vậy là thống kê lại là đau đầu là một thuật ngữ chung. Đấy, và để cho dân gian người ta để đi khám bệnh. Còn một khi đã được chẩn đoán là đau nửa đầu thì lập tức là bệnh nhân đó thì cần phải được đi khám bác sĩ để bác sĩ tư vấn và có cái hướng điều trị cụ thể. Vâng, cảm ơn ý kiến của Phó sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng. Thưa thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Bá Thắng, làm thế nào để có thể phân biệt những cái dấu hiệu nhận biết của cái cơn đau nửa đầu so với những cái triệu chứng, những hội chứng đau đầu khác? Cái tên chúng ta nghe đó là đau nửa đầu thì bởi vì nó thường là xảy ra đau ở một bên đầu thôi. Một bên của đầu thì có thể bên này, có thể bên kia. Tuy nhiên thì cũng không hẳn là phải là đau nửa đầu không, tại vì cũng có nhiều bệnh nhân là đau khắp đầu. Thì cái tính chất của cái đau nửa đầu là nó đau thành từng cơn, rồi cơn này rồi sau này sẽ có cơn khác gây khó chịu cho mình khá nhiều á. Thứ hai là cái kiểu đau của nó thường là kiểu đau mà nó buốt nhói dịch, nó giống như là mạch đập. Thứ ba nữa là cái trong cái cơn đau đó người ta có thể bị sợ ánh sáng, sợ tiếng động, có nghĩa là những cái kích thích đó ồn ào hay là ánh sáng chói quá có thể làm người ta cơn đau nặng nề dữ dội hơn. Nghe thường người ta phải tìm một chỗ yên tĩnh và có thể tắt đèn đi để cho nó dễ chịu hơn. Rồi thậm chí là những cái hoạt động nhẹ nhàng của người ta thôi, những cái vận động đi tới đi lui hoặc là kia đụng chạm một tí xíu, vận động nhẹ nhẹ thôi nó cũng làm cái cơn đau nó nhiều hơn, nặng nề hơn thì thường người ta phải nằm yên. Rồi những cái kèm theo thì có rất nhiều người có cảm giác sẽ là buồn nôn, buồn ói. Thậm chí là có những người rất là dữ dội, có thể nôn ói ra rất là dữ dội luôn. Thì đó cũng là một cái đặc điểm của cái cơn đau đó. Thì nó kéo dài thông thường có thể từ khoảng 4 tiếng cho tới thậm chí là 2-3 ngày. Nếu mà có người ta có dùng thuốc để cắt bớt cơn thì cái cơn nó cũng khoảng chừng khoảng 30 phút trở lên. Nó có thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Và cái khoảng cách cơn thì có thể rất là dài. Có người thì tới mấy tháng cả năm mới có một cơn. Nhưng mà có người là cứ vài ngày là lại có một cơn như vậy rồi.
khoảng chừng 20% số người bệnh là có một dạng đau đầu gọi là đau đầu kinh điển, tức là đau đầu có tiền triệu, tức là trước khi cái cơn đau xảy ra thì người ta có những cái triệu chứng, ví dụ như thường gặp nhất là triệu chứng về mắt, về thị giác, ví dụ người ta thấy cái mắt nó bị chói lóa đi, nó có cái gọi là cái hình chói sáng nhấp nháy, rồi có thể là thấy mờ mất một nửa cái phần nhìn của mình. Thì sau khi cái tiền triệu đó xuất hiện xong thì sau đó trong vòng có thể ngay tức thì hoặc là trong vòng 60 phút, không quá 60 phút thì cái cơn đau nó sẽ xuất hiện. Xin được cảm ơn ý kiến của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Bá Thắng. Chúng tôi cũng muốn đặt ra câu hỏi với phó sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng, với cái tình trạng đau nửa đầu thì nó có xảy ra với khắp mọi người hay không, hay là nó có những cái khu trú đặc trưng và những cái nhóm tuổi hoặc là giới tính hoặc là những cái đối tượng nghề nghiệp khác nhau ạ? Cái lứa tuổi của đau nửa đầu thì nó hay rơi vào cái lứa tuổi trẻ của người phụ nữ, thì tỷ lệ người ta thống kê là khoảng độ 2 phụ nữ là 1 nam giới. Thì khi bị như vậy thì bệnh nhân thường ở cái tuổi 20-40, theo tôi vừa nói trên, cái tuổi mà nói là theo vẫn gọi là chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, thì có những bệnh nhân bị thì liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt. Thì bên cạnh đó thì có một số các cái thể đau đầu migraine mà nó có thể nó gặp ở một số các lứa tuổi muộn hơn, nhưng tuy nhiên là cái này ít gặp. Như vậy là có thể nói là thêm một điều nữa, thiệt thòi cho phụ nữ đúng không ạ? Vốn là đã rất nhiều thiệt thòi và khó khăn về vấn đề sức khỏe rồi, thì bây giờ lại có một cái điều nữa là đối với cái trường hợp đau nửa đầu hoặc là đau đầu migraine như các chuyên gia nói thì lại tập trung vào phụ nữ ở nhóm tuổi 20 đến 40. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái độ tuổi mà phụ nữ đang được đặt trên vai mình rất nhiều những cái trách nhiệm từ gia đình đến xã hội. Vậy thì không biết là đối với cái tình trạng đau nửa đầu như thế này thì cái tác động đến cái sức khỏe và đời sống của cái người không may gặp phải thì nó có lớn không, và nó nguy hiểm nhất ở cái điều gì ạ? Xin mời ý kiến từ thạc sĩ Nguyễn Bá Thắng. Vâng, thì đúng là cái đau đầu không là đã thấy khó chịu rồi. Thì cái đau đầu mà cơn đau nửa đầu như thế này thì chúng ta thấy là cái cơn đau nó có thể lặp đi lặp lại, nó cứ tái đi tái lại, thì sẽ không có ai dễ chịu với những cơn đau như vậy hết. Do đó nên cái ảnh hưởng đầu tiên mà quan trọng nhất đó là cái chất lượng sống của mình, và sau đó nó sẽ ảnh hưởng đến thể chất, người nó mệt mỏi các thứ thì chúng ta sẽ không có làm việc hiệu quả được, và những cái hoạt động công việc của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Rồi một cái nguy cơ nữa là đó là những nguy cơ liên quan đến thuốc men chẳng hạn, có thể là uống thuốc, tự uống thuốc không đúng, uống thuốc quá liều, uống thuốc lạm dụng này kia, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Rồi nguy cơ của bệnh nữa đó là một số trường hợp thì nó cái này không nhiều nhưng mà nó cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng mà tưới máu trên não này kia, và có thể nó là một trong những cái yếu tố nguy cơ của đột quỵ, tức là tai biến não đó. Còn một cái tình huống nữa mà có thể nói vui ở đây đó là có rất nhiều bệnh nhân tới nói là tôi đau đầu tại vì nó thành từng cơn như vậy, thành ra những người xung quanh tôi không hề tin, nói là tôi giả vờ, tại vì mới hồi nãy đau đầu đó, một lúc sau, một tiếng sau, một ngày hoặc là hôm sau thoải mái dậy, tỉnh táo bình thường, đi lại hoạt động thoải mái, người ta bảo là giả vờ. Đây đó cũng là một cái mà ảnh hưởng đến tâm lý của người bệnh rất nhiều, nhất là lại ở phụ nữ đúng không? Dạ, đúng rồi. Như vậy là có thể thấy rằng là những cái cơn đau đầu hoặc đau nửa đầu thì đến với mọi người tương đối là thường xuyên, là thông thường gặp ở nhiều người, nhưng mà nhiều khi chúng ta lại bỏ qua những cái dấu hiệu và cho rằng là đó là những cái rất là thông thường. Và tôi thấy rằng đặc biệt là phụ nữ thì cái sức chịu đựng những cái cơn đau đầu như vậy tương đối là cao, và nhiều người cho rằng là đau đầu hôm nay rồi nó cũng khỏi, ngày mai lại hết, có thể ngày kia lại bị, nhưng mà người ta cũng chịu đựng vượt qua. Và nhiều người thì nói rằng là tôi bị đau đầu mãn tính rồi, và nó quen với cơ thể. Nhưng không biết ở đây thì cái tình trạng mãn tính nó có xảy ra với cái trường hợp là cái bệnh đau nửa đầu hay đau đầu migraine hay không ạ? Thưa thạc sĩ. Rất nhiều bệnh nhân tôi gặp là nó có hai cái thái cực, một số người á thì lại cho rằng hơi đau đầu của mình giống như là chị Thu Nga nói là cái này bị lâu rồi, mãn tính rồi, cũng chẳng có gì đâu, rồi mai nó hết. Nhưng có người khác thì ngược lại, mới đau một tí thôi thì sẽ đòi bác sĩ là phải chụp hình cộng hưởng từ, chụp CT, chụp này kia, tại vì tôi sợ bị sợ bị này kia. Thì cả hai thái cực đó đều không có gọi là thỏa đáng hết, tại vì khi bác sĩ sẽ có nhiệm vụ là sẽ khám và sẽ xem xét xem là nó thuộc về dạng nào. Thì trở lại cái câu hỏi chính đó là cái migraine nó có thành mãn tính hay không, thì trả lời là có. Nó có một cái thể bệnh gọi là migraine mãn tính. Cái này thì nó có thể là xảy ra ngay từ đầu là mãn tính, tức là nó cứ dồn dập là liên tục kéo dài nhiều năm. Nhưng mà có rất nhiều trường hợp khác, tức là nó chuyển dạng từ cái dạng migraine ban đầu, tức là có từng cơn. Thì nếu mà nó tiến triển nặng hơn về sau này
nó có cái tiêu chuẩn, có nghĩa là có khoảng chừng một cái cơn đau nó kéo dài cả 15 ngày mỗi tháng, rồi nó kéo dài trên 3 tháng, có 3 tháng có cái kiểu như vậy, thì có thể gọi là cơn đau gọi là migraine mãn tính hay đau nửa đầu mãn tính. Thì cũng giống như là bác sĩ Hưng đề cập tới, khi mà chúng ta dùng thuốc không đúng á, thì nó sẽ thành một cái dạng đau đầu mãn tính, thậm chí nó đổi thành một bệnh khác, nó chồng thêm lên, đó gọi là đau đầu do lạm dụng thuốc. Thì đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải tránh. Xin được cảm ơn ý kiến của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Bá Thắng. Trở lại với câu chuyện là những người mắc cái tình trạng là đau nửa đầu, nhiều khi người ta không muốn tiếp xúc với mọi người, hoặc là không cả muốn suy nghĩ, hoặc không muốn nghe nhạc hay là làm bất cứ cái việc gì mà chỉ muốn nằm im thôi. Thì những cái điều đó nó dần dần nó có dẫn tới cái nguy cơ là người ta sẽ lười vận động, suy nghĩ bằng trí não, hoặc là dẫn đến cái tình trạng là người ta sẽ có cái khả năng bị sa sút trí tuệ sớm hay không, thưa phó sư? Nếu mà không điều trị mà cứ để tái phát như là nhiều lần như này thì rõ ràng nó ảnh hưởng đến cái trí nhớ, cái hoạt động xã hội và cái năng lực hoạt động hàng ngày của bệnh nhân, nó sẽ ảnh hưởng. Thì cái này là cái nó có liên quan rõ ràng đối với cái giảm cái hoạt động trí tuệ, thì cái này nó cũng gây ra là ảnh hưởng trí tuệ về sau này. Cảm ơn ý kiến của phó sư. Các đặc điểm đau nửa đầu thường gặp là gì? Đau nhói một bên hoặc cả đầu, đau đầu kèm theo cứng và đau cổ, đau đầu kèm theo sợ tiếng ồn, sợ ánh sáng, đau đầu kèm theo chóng mặt, hoa mắt, đau đầu kèm theo cáu kỉnh, dễ kích động, đau đầu kèm theo nôn hoặc buồn nôn. Ở mỗi người, đặc điểm, mức độ và tần suất đau khác nhau. Hơn nữa, những cơn đau nửa đầu có thể xảy ra đột ngột và nhanh chóng kết thúc. Sau cơn đau, bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Đó chính là lý do khiến những người mắc phải bệnh lý đau nửa đầu chưa quan tâm đúng mức đến tình trạng bệnh của mình. Để hạn chế những cơn đau nửa đầu, giải pháp nào được cho là hiệu quả? Tôi thường có thói quen là tập cho mình và đi tập yoga mỗi buổi chiều. Và nếu mà nặng hơn thì tôi sẽ sử dụng cái đơn thuốc của bác sĩ những lần đi khám trước và tự đi ra tiệm thuốc tây mua uống. Mình thường không để ý những cơn đau đầu. Cơn đau đầu đến đối với mình có lúc nhẹ, lúc nặng. Lúc nhẹ thì mình thường đi massage hoặc đi mua sắm. Đau đầu nặng thì mình sẽ phải mua đến thuốc giảm đau. Mình chỉ có một bí quyết để giải quyết cơn đau đầu của mình là mình uống nước chanh nóng. Mình sẽ dùng khăn nóng để đắp. Nếu như mà không hết thì mình sẽ dùng thuốc giảm đau. Khi tôi đau đầu, tôi thường uống một viên Panadol. Bệnh lý đau nửa đầu thường xuyên xuất hiện và kéo dài ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, nhất là khi chuyển sang giai đoạn mãn tính. Vậy liệu những giải pháp giảm đau nhất thời như vậy có phải là tốt nhất để điều trị bệnh lý đau nửa đầu? Vâng, nói về những cái tác hại của những cái viên thuốc giảm đau mà mọi người rất là dễ dàng mua được ở các hiệu thuốc, dễ dàng sử dụng, nhưng mà nhiều khi người ta chưa nghĩ đến hoặc là chưa hình dung được những cái tác hại của chúng đối với cơ thể mình. Phó sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng có thể giúp cho chúng tôi biết được về những cái tác hại này ạ? Vâng, như tôi nói trên ấy, thì bệnh nhân đau đầu thì cứ đi ra cửa hàng thuốc kể bệnh, xong rồi bác dược sĩ bác ấy lại thì chị hay là ông hay bà uống thuốc này thuốc này thuốc này. Thế khi uống xong thì đầu tiên một viên đỡ, hai viên đỡ, sau phải tăng dần lên và tự uống. Thì như ta biết là bất kỳ cái thuốc nào, và đặc biệt thuốc giảm đau thì luôn luôn nó có mặt trái của nó. Thì như chúng ta có thảo luận, tức là nó ảnh hưởng đến gan thận là đương nhiên, đặc biệt thuốc giảm đau. Các thuốc ở nhóm của paracetamol trông thế thôi, mặc dù nó bán rất dễ mua, nhưng mà nếu chúng ta dùng không đúng cách, dùng quá liều thì nó gây ảnh hưởng đến chức năng gan rất nhiều. Và cái đó là cái nhãn tiền mà thấy được ngay. Bao giờ khi khám bệnh chúng tôi cũng hỏi là bác đã dùng thuốc gì chưa? Thì bệnh nhân bảo tôi đã dùng thuốc này và không đỡ rồi. Thì khi khám như vậy, tôi sẽ chỉnh lại cái liều thuốc giảm đau. Bắt buộc phải giảm đau đương nhiên, nhưng chúng tôi phối hợp thêm các cái thuốc khác để hướng đến nguyên nhân, hướng đến cái cơ chế bệnh sinh của bệnh. Để qua đó có thể giảm được cái tần số đau trong tháng, cũng như là cường độ đau trong tháng. Vâng. Thưa thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Bá Thắng, các nhà khoa học và các chuyên gia có chỉ ra đâu được là những cái nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái tình trạng của cái bệnh lý này hay không ạ? Bệnh đau nửa đầu này thì bản thân những cái biến đổi trong cơ thể nó có thể liên quan đến những cái gen, có thể là có một phần di truyền, thì nó đã làm cho cơ thể chúng ta có những cái thay đổi, và đặc biệt là trên hệ thống thần kinh mạch máu của não, thì trong đó có những cái tác động của các cái yếu tố bên ngoài, yếu tố môi trường, ví dụ như cả gốc tự do nữa, nó sẽ tác động làm cho cái cơn gen nó dễ xảy ra hơn. Thì hai cái cơ chế mà người ta đề cập tới đó là cơ chế về thần kinh và cơ chế về
hệ thống thần kinh mạch máu thì cũng liên quan đến thần kinh ở trong não bộ của chúng ta, và cái những cái mạch máu bao quanh não thì nó có hiện tượng là những cái người bị migraine á, thì cái những cái tế bào thần kinh ở trong một số khu vực của não nó rất là nhạy cảm, nó nhạy cảm hơn bình thường so với các kích thích xung quanh. Và từ đó thì khi mà nó bị kích thích, nó bị hoạt hóa lên thì nó sẽ kích thích lại những cái mạch máu và làm cho mạch máu nó giãn nở, và cái một số chất trong đó nó thoát mạch ra ngoài, nó gây ra những cái phản ứng viêm tại chỗ xung quanh cái mạch máu. Những cái mạch máu đó thường là mạch máu nằm xung quanh não, thì nó cảm nhận được cái sự đau, và khi nó viêm như vậy nó có thể làm cái cơn đau nó xuất hiện và tăng cái cảm giác đau. Ngược lại thì khi mà cái hiện tượng viêm quanh mạch máu nó xảy ra thì nó cũng tác động ngược lại cái dây thần kinh đó, nó làm dây thần kinh đó nó bị kích thích nhiều hơn nữa, và nó làm cho cái cơn đau có thể kéo dài hơn. Tóm lại là chúng ta có một cái, thứ nhất là bản thân người bệnh đó, cái hệ thống thần kinh mạch máu của mình nó có cái khác thường. Khác thường không phải ở chỗ mà nó dị dạng, dị hình gì đó, mà khác thường ở chỗ là nó nhạy cảm hơn với những cái kích thích xung quanh cái não và tạo ra những cái cơn đau như vậy. Cái vai trò quan trọng của gốc tự do đó là cái gốc tự do nó sẽ tạo gây ra những cái ảnh hưởng, những cái tổn thương trên cái hệ thống thần kinh mạch máu, nó làm thêm ra những cái hư hại đó và nó làm cái cơn đau có thể dễ dàng xảy ra hơn. Vâng, nói về mạch máu hoặc là hệ thống thần kinh thì có lẽ nhiều người tuy không có nhiều những kiến thức về y học nhưng mà cũng có thể hình dung ra dễ dàng hơn. Nhưng nói về gốc tự do, một cái khái niệm gần đây thôi thì chúng tôi mới được lắng nghe, thì làm rõ hơn về cái vai trò, cái tác động của gốc tự do đối với cái cơn đau nửa đầu trong cái bệnh đau nửa đầu, thì phó sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng có thể giúp cho chúng tôi hiểu rõ hơn về điều này. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đây, thì chúng ta sản sinh ra cái gốc tự do và nó lưu trữ trong cơ thể chúng ta, tích tụ dần. Và đến lúc nào đó thì gốc tự do này nó ảnh hưởng, có thể nó ở não bộ, có thể ở tim, có thể bất kể cái chỗ nào cơ thể, nhưng đặc biệt là ở não bộ, ở não của chúng ta đây thì là chúng ta tập trung nhiều nhất. Thế quay lại câu chuyện là nó liên quan gì đến cái đau đầu, thì gốc tự do sinh ra nhiều quá và lắng đọng lại trong các hệ thống mạch máu và thể hiện thần kinh. Thế đối với mạch máu thì nó lắng đọng tại trong lòng mạch, mạch máu đâm ra nó gây ra kích hoạt hóa ứng động một số các cái tổ chức viêm, rồi các cái tế bào của máu dụ đại thực bào chẳng hạn, thì khi này nó tiết ra tại chỗ gây ra cái phản ứng giãn mạch, và khi cái giãn mạch này cũng là một yếu tố thuận lợi để gây ra cái đau đầu trên thực tế lâm sàng và bệnh nhân hay gặp. Thì cái thứ hai nữa là khi gốc tự do nó nhiều như vậy thì nó lắng đọng lại và nó gây ra có ảnh hưởng đến cái huyết động, cái lưu thông trong máu nó không tốt, máu não trong tôi không tốt, có thể gây tạo thành một cái huyết khối chẳng hạn, vì tương lai dần tích lại có thể gây tai biến mạch não về sau này. Đấy, cho nên là cái vai trò của gốc tự do thì trước kia ta không để ý, nó dần dần với sự phát triển của hệ sinh hóa, đặc biệt là sinh học phân tử của não, người ta thấy được rằng là với những các cái xuất hiện của gốc tự do thì càng ngày càng tích tụ nhiều trong cơ thể, đặc biệt là não bộ, thì sẽ gây ra nhiều các cái bệnh lý của não, thì trong đó là có cái bệnh lý đau đầu. Là cái này về hiện tại thế giới đang tập trung nhiều, người ta đưa ra nhiều các cái phương án, các cái thuốc, bào chế các thuốc mới để làm nào để giảm cái gốc tự do đó, góp phần trong điều trị về cái đau đầu cũng như cái bệnh lý của não nó giảm rất nhiều. Cảm ơn ý kiến của phó sư. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là với phần đầu của chương trình Chất lượng cuộc sống ngày hôm nay thì có lẽ chúng ta đã có nhiều hơn những cái thông tin khoa học rất hữu ích để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình trạng bệnh lý đau nửa đầu, hay còn gọi là đau đầu migraine với nhiều cách gọi khác nhau. Chúng ta đã hiểu rõ hơn về cái dấu hiệu để nhận biết cái tình trạng bệnh lý này, cũng như những cái nguyên nhân, những cái cơ chế có thể gây ra tình trạng bệnh lý đau nửa đầu ở mỗi người. Thưa thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Bá Thắng, thì đối với những cái trường hợp mà những người gặp phải cái tình trạng đau nửa đầu thì người ta có thể làm gì để có thể kiểm soát những cái tình trạng đó? Trong cái migraine này thì người ta điều trị, người ta chia ra làm hai phần, tức là một cái phần đó là chúng ta cắt cái cơn đau, và một cái phần nữa là chúng ta ngăn cản chặn không cho những cơn đau kế tiếp nó xảy ra. Thì người ta gọi nôm na là một cái là đau điều trị cắt cơn và một cái là điều trị để phòng ngừa cơn. Thì điều trị cắt cơn nó có nhiều cái phương pháp, trong đó có những phương pháp không dùng thuốc. Ví dụ như là bản thân bệnh nhân cũng có thể tự áp dụng, tự mình nhận ra chuyện đó, có nghĩa là chúng ta sẽ nghỉ ngơi yên tĩnh rồi tránh ánh sáng tiếng động này kia, thì bản thân người ta cũng nhận thấy chuyện đó và người ta cũng thực hiện chuyện đó. Hoặc là có thể là massage, có thể xoa bóp này kia, thì những cái đó nó cũng có thể làm giảm được những cái cơn đau trong những trường hợp mà đau vừa phải nhẹ nhàng thôi.
thì nó cũng có thể, mình nó cũng có thể giảm được. Với những cơn đau nặng hơn thì những biện pháp đó nó có thể làm giảm bớt chút xíu, nhưng mà có thể nó không cắt được hết cái cơn đau, thì chúng ta phải nhờ đến những thuốc gọi là thuốc cắt cơn, và trong đó thì nó có những cái thuốc giảm đau. Cái những cái nhóm tiếp theo là những nhóm kháng viêm, kháng viêm mà chúng ta vừa kháng viêm vừa giảm đau luôn, thì nó cũng là một thuốc cắt cơn rất là tốt. Ngoài ra thì riêng bệnh migraine thì nó có những thuốc chuyên biệt để cắt cơn cho cái cơn migraine, tức là nó sẽ không có tác dụng cho những cái loại đau đầu khác. Thì những cái loại đó thì phải có chỉ định của bác sĩ, chắc chắn phải có chỉ định của bác sĩ. Thì đó là cái cách chữa mà chữa cấp thời. Còn cái chữa về lâu dài thì chúng ta sẽ có những cái thuốc để mà và những cái biện pháp thay đổi để chúng ta có thể ngừa được những cơn về sau, thì chúng ta sẽ trao đổi tiếp. Vâng, đó là cái việc mà chúng ta có thể cắt cơn, tức là giải quyết ngay lập tức cái tình trạng của những cái cơn đau gây khó chịu cho cái người mắc phải. Tuy nhiên thì giải quyết một cách lâu dài hơn mới là điều mà chúng ta mong muốn, để mà cái người bệnh không gặp phải những cái tình trạng đau khó chịu do cơn đau nửa đầu gây ra. Thưa phó sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng, thì chúng ta có thể làm gì để điều trị cho các cái bệnh nhân ở trong cái trường hợp bệnh lý này ạ? Vâng, mà để bác sĩ Thắng có nói là chúng ta có thể điều trị cắt cơn và điều trị dự phòng nó không tái phát cơn nữa, thì bệnh nhân phải tuân thủ theo cái điều trị cộng với thay đổi lối sống. Ví dụ như là nhân có thể đi tập thể dục thể thao, có thể đi khiêu vũ, hoặc là bệnh nhân nói những người, có những người phụ nữ người ta cũng rất thích uống rượu, uống rượu vang, rượu bia, đồ uống có cồn, nói chung thì cái này cũng là cái không tốt. Bên cạnh điều trị thì chúng tôi cũng khuyên bệnh nhân có cái lối sống hoặc là thay đổi cái chế độ ăn sinh của mình. Cái cơ chế mới gần đây là được nhiều tác giả nước ngoài cũng đề cập đến, đấy là cái vai trò của gốc tự do đối với trong đau đầu migraine. Đối với bệnh đau đầu thì người ta thấy rằng là cái gốc tự do được phát sinh rất nhiều ở trong não bộ. Vì vậy từ nguồn gốc thiên nhiên làm thế nào để người ta nghĩ xem là có cái sản phẩm gì từ thiên nhiên mà có thể làm cho gốc tự do đấy nó hết đi, có thể qua đó góp phần trong vào quá trình điều trị để giảm cái đau đầu nói chung và migraine nói riêng. Vâng, cảm ơn ý kiến của phó sư. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã một lần nữa được khẳng định cái vai trò của gốc tự do là một trong những cái nguyên nhân gây nên cái tình trạng bệnh lý đau nửa đầu đang ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều người và gây ra rất nhiều những cái phiền toái ảnh hưởng đến công việc, đến sức khỏe và đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Vậy thì làm thế nào để có thể hạn chế được gốc tự do cũng như là hạn chế cái sự tăng sinh của gốc tự do trong cơ thể của mỗi người trong cái bối cảnh mà ngày nay thì áp lực công việc, stress và những yếu tố tác động có thể gây nên gốc tự do ngày càng gia tăng hơn. Chúng tôi cũng đã được lắng nghe ý kiến của các chuyên gia để nhắc tới những cái biện pháp mà ngày càng trở nên hữu hiệu cũng như là được các cái nhà khoa học trên thế giới khuyến cáo. Đó là chúng ta trở về với xu hướng sử dụng những cái hoạt chất từ thiên nhiên. Để hiểu rõ hơn về cái vấn đề này thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Trong bệnh đau nửa đầu, gốc tự do và các hóa chất trung gian sinh ra trong quá trình chuyển hóa ở não làm gia tăng hoạt động bạch cầu, khởi phát quá trình viêm và sản sinh ra chất gây giãn mạch, nitric oxide và histamine. Tình trạng này xảy ra quá mức làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu. Những cơ chế rối loạn phức tạp của hệ mạch máu và hệ thần kinh dẫn đến rối loạn vận mạch, khiến mạch máu não giãn nở, biến đổi bất thường và gây nên cơn đau nửa đầu. Nghiên cứu cho thấy ở những bệnh nhân đau nửa đầu, các chất chống gốc tự do giảm đi rõ rệt, trong khi phản ứng oxy hóa trong máu tăng cao. Điều này càng làm sản sinh ra vô số gốc tự do gây hại, khiến cơn đau đầu ngày thêm tồi tệ. Những người bị đau nửa đầu nếu không được điều trị phải đối mặt với những nguy hại khác cho sức khỏe như giảm trí nhớ, tai biến mạch máu não, sa sút trí tuệ, vân vân. Điều trị bệnh đau nửa đầu như thế nào để giảm các cơn đau đầu? Thông thường người bệnh sẽ dùng nhiều giải pháp khác nhau, trong đó phổ biến nhất là dùng thuốc giảm đau. Tuy nhiên, giải pháp thuốc giảm đau chưa thể giải quyết được căn nguyên của bệnh, và nếu lạm dụng thuốc giảm đau rất dễ gặp các tác dụng phụ như xuất huyết đường tiêu hóa, viêm loét dạ dày tá tràng, suy gan, suy thận, vân vân. Trong điều trị đau nửa đầu, các bác sĩ khuyên bệnh nhân nên đi theo các bước sau. Thứ nhất, điều trị cắt cơn. Khi cơn đau xuất hiện, người bệnh nên tìm gặp bác sĩ để có đơn thuốc hợp lý để cắt cơn đau. Thứ hai, điều trị dự phòng, đó là cách điều trị nhằm giải quyết căn nguyên của bệnh đau nửa đầu. Thay đổi lối sống. Người bệnh cần thay đổi lối sống bằng cách tạo ra các hoạt động, sinh hoạt, làm việc hợp lý, suy nghĩ tích cực, tránh căng thẳng, stress, tránh dùng các chất kích thích, sử dụng thuốc khi chưa có ý kiến của bác sĩ. Sử dụng thảo dược, chống gốc tự do. Gần đây, các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu và chiết xuất thành công một số hoạt chất thiên nhiên giúp chống gốc tự do như anthocyanin,
Trostubin. Tại Việt Nam, hai hoạt chất anthocyanin